Chào mừng các bạn đã đến với kênh Văn Tới Calisthenics. Trong nội dung của video hôm nay, chúng ta sẽ có 3 phút tập phần lưng show ngay tại nhà của bạn mà không cần sử dụng đến bất kỳ thiết bị hay dụng cụ nào. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào nội dung chi tiết của video hôm nay. Với bài đầu tiên, để đạt độ hiệu quả tối đa thì các bạn nên có sự hỗ trợ của một chiếc khăn. Với chiếc khăn này thì việc cảm nhận phần lưng show của bạn sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Vì vậy mà độ hiệu quả của động tác cũng sẽ đi lên. Đó chính là chuyển động của động tác. Nó hệt như là kéo xà vậy. Tower pull up tức là kéo xà mô phỏng với một chiếc khăn. Lúc kéo các bạn kéo vai của mình về phía sau trước, lúc xuống ép sát cánh tay của bạn vào người. Như vậy thì toàn bộ phần lưng của bạn nó sẽ được co, duỗi ở mức tối đa. Lúc kéo các bạn cố gắng đưa người mình về phía sau trước và sau đó hãy kéo. Kéo xuống vị trí thấp nhất mà mình có thể. Như vậy thì phần cơ lưng, show của bạn nó sẽ được co ở mức tối đa. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với hiệp thứ nhất, thao pull up 8 rep. Lúc kéo thì tương tự như khi nãy mình nói, hướng ngực của bạn lên và kéo toàn bộ phần vai của mình về phía sau. Lúc kéo xuống, ép sát cánh tay của bạn vào người, ép càng sát càng tốt. Ép xuống vị trí cuối cùng mà các bạn có thể ép. Như vậy thì phần cơ show của bạn nó mới được kích hoạt và co duỗi nhiều nhất. Bởi vì ở đây không có ngoại lực nên các bạn nên kéo căng chiếc khăn của mình ra thì lưng show của bạn sẽ được kích hoạt rất nhiều. Sau mỗi hiệp tập thì chúng ta sẽ có khoảng cỡ 60 giây nghỉ. Ở cuối mỗi hiệp thì mình khuyên các bạn nên cố gắng gồng phần lưng show của mình lên để tăng cường độ cảm nhận cho cơ bắp, chuẩn bị cho các set tiếp theo cũng như là cảm nhận độ hiệu quả mà mình vừa trải qua trong quá trình tập luyện. Và đây là một số lỗi thường gặp khi thực hiện thao pull up, đó là không đúng. Lúc kéo các bạn giữ cổ của mình thẳng và ưỡn ngực của mình. Với những bạn tập mà rướn cổ về sau nhiều quá, rất dễ gây cảm giác đau cổ và đau đầu sau một set tập thôi. Giữ cổ của mình thẳng trong suốt quá trình kéo xuống và đưa lên. Như vậy thì các bạn sẽ giữ được an toàn trong quá trình thực hiện động tác, tránh hiện tượng đau. Việc rướn cổ nó cũng ảnh hưởng đến việc kéo lưng của bạn về phía sau, nên các bạn lưu ý giữ cổ của mình thẳng sẽ là lựa chọn tốt nhất khi thực hiện động tác. Và bây giờ đã sắp hết 60 giây nghỉ và chúng ta sẽ chuẩn bị chuyển qua hiệp thứ hai của thao pull up, cũng là 8 rep. Cố gắng thực hiện chậm rãi để cảm nhận phần lưng show của mình, nhớ kéo căng chiếc khăn của mình ra để phần lưng show của bạn được gồng nhất, đặc biệt là phần show. Lúc kéo nhớ ưỡn ngực kéo người của mình về phía sau, ép chặt cánh tay của bạn vào người, càng chặt càng tốt như mình đã nói khi nãy. Lúc kéo xuống tránh để tay của mình chạm đất, giữ cho tay của bạn lơ lửng, phải ép sát vào người. Sau khi thực hiện xong 8 rep thì chúng ta sẽ có 60 giây nghỉ. Cố gắng gồng chặt phần show của bạn lên, sau nó ra, sau cuối một set tập. Như vậy thì sau này các bạn sẽ có cảm nhận về cơ bắp tốt hơn. Và giờ sẽ là một số lưu ý làm sao để tập thao pull up hiệu quả hơn so với mức thông thường. Đó là form hiệu quả. Lúc tập các bạn kéo vai của mình về phía sau trước, sau đó mới ép chặt cánh tay của bạn vào người. Ngực ưỡn ở mức tối đa, lưng kéo về phía sau ở mức tối đa. Với form này thì toàn bộ phần lưng của bạn sẽ được kích hoạt, đó là chuyển động của nó. Các bạn thấy toàn bộ phần lưng của bạn đều được co, duỗi trong động tác này, với phong tập này. Còn nếu các bạn không kéo thì nó sẽ như thế này. Phần lưng của bạn nó sẽ không được co nhiều, nó chỉ được co ở một mức vừa phải, như vậy thì sẽ không hiệu quả. Chúng ta sẽ fix lại như thế này, ưỡn ngực kéo vai về phía sau, kéo xuống, ép chặt cánh tay của bạn vào người. Đó, như vậy sẽ là hiệu quả. Và bây giờ sẽ đến với set thứ 3. Áp dụng những lưu ý mà mình vừa nhắc khi nãy. Đó là set thứ 3 rồi nên mình biết các bạn khá là mệt. Cố gắng lưu ý kéo vai của bạn về phía sau. Lúc kéo ép sát cánh tay của bạn vào người. Đơn giản là như vậy thì động tác sẽ đạt hiệu quả ở mức tối đa.
và hoàn thành xong hiệp thứ 3, chúng ta sẽ có 60 giây nghỉ để chuẩn bị chuyển qua bài thứ 2. Và trong 60 giây này thì mình sẽ cố gắng hướng dẫn cho các bạn bài thứ 2 để các bạn có thể vào tập ngay sau thời gian nghỉ. Bài thứ 2 sẽ là One Leg Tall Row, tức là chúng ta sẽ tập kéo row với một dây khăn và đồng thời có sự hỗ trợ lực của một chân của bạn để tăng cường độ hiệu quả và phần lưng. Đây là bài tập chuyển đạo của động tác thì nó sẽ như thế này. Lúc kéo, các bạn ưỡn ngực kéo vai của bạn về phía sau xuống dưới thì toàn bộ phần cầu vai của bạn sẽ được kích hoạt trong động tác. Bài này sẽ tạo độ khối cho phần lưng của bạn, những u nặng nặng mà nếu như muốn nó xuất hiện thì bài này sẽ là một lựa chọn cực kỳ tốt nếu như các bạn không có xà. Và chúng ta sẽ nghỉ thêm cho đủ 60 giây và chuẩn bị chuyển qua bài One Leg Tall Row. Sẽ đầu tiên chúng ta sẽ tập 8 rep và chuẩn bị bắt đầu. Ưỡn ngực kéo vai của bạn về phía sau, sau đó kéo. Nhớ dùng chân đạp lực ra thật mạnh để tăng cường độ hiệu quả và phần lưng của bạn. Chú ý vào chuyển động, kéo cánh tay của bạn về phía sau, đừng chú ý vào chuyển động gập cánh tay. Nếu như bạn chú ý gập cánh tay thì nó sẽ ăn vào phần tay trước nhiều. Còn nếu như bạn kéo về phía sau, phần lưng của bạn sẽ được kích hoạt nhiều hơn, tạo nên độ khối cho phần lưng. Như vậy thôi nhưng thực sự nó rất nặng. Và sau 8 rep chúng ta sẽ có 60 giây nghỉ, tiếp tục như khi nãy và mình sẽ sửa cho các bạn một số lỗi khi thực hiện động tác này. Đa phần khi các bạn chưa quen thì chân của bạn nó sẽ không chịu đạp lực và nó sẽ phân phối lực khá là đều để cho các bạn tập làm sao cho nhẹ nhất. Nhưng mà hãy chú ý phần chân của mình, cố gắng đạp thật mạnh thì động tác nó sẽ hiệu quả. Lực tác động vào phần lưng của bạn sẽ được nhiều hơn, từ đó lưng của bạn sẽ được phát triển rất hiệu quả. Và lưu ý form, đừng quên kéo vai và hạ vai xuống dưới. Như vậy thì toàn bộ phần lưng của bạn nó mới được kích hoạt một cách hiệu quả. Còn nếu như các bạn chỉ kéo hơi khơi thôi thì nó sẽ ăn nhiều vào phần vai sau của bạn. Nhớ cô lập phần lưng của bạn thật tốt, sau đó mới kéo. Và bây giờ chúng ta sẽ nghỉ cho đủ 60 giây và chuẩn bị chuyển qua hiệp thứ 2 của One Leg Tall Pull Up 8 rep. Như khi nãy mình vừa nói, khoáng đạp thật mạnh chiếc khăn ra, giữ tay của bạn chặt và chú ý vào chuyển động kéo về phía sau. Thực hiện liên tiếp 8 rep và chúng ta sẽ có 60 giây nghỉ tiếp tục. Và bây giờ chúng ta sẽ có 60 giây nghỉ và mình sẽ phân tích thêm một số lỗi và gây ra chấn thương cho các bạn. Với bài này thì thường các bạn có xu hướng đó là kéo người của mình về phía trước để động tác nhẹ hơn nếu chân của bạn đạp quá mạnh. Việc này nó rất dễ gây ra cảm giác đau lưng, đặc biệt là phần đau lưng dưới cho các bạn. Này là đau do chấn thương chứ không phải đau do hiệu quả luyện tập. Giữ lưng của bạn thẳng trong cả quá trình kéo và duỗi. Như vậy thì lưng của bạn sẽ không bị đau và đồng thời ngực của bạn cũng dễ được ưỡn hơn. Vì vậy mà toàn bộ phần lưng của bạn nó sẽ được kích hoạt và đồng thời động tác cũng an toàn hơn. Lưng của bạn bị cong thì rất khó để kéo vai ra phía sau như thế này. Nên chú ý, giữ cho lưng của bạn thẳng, hơi ưỡn ngực thì lưng của bạn nó mới được kích hoạt một cách hiệu quả được. Phần cơ xô, cơ lưng của bạn sẽ được phát triển tốt hơn với phần tập này. Và xếp hết 60 giây nghỉ và chúng ta sẽ chuẩn bị chuyển qua hiệp thứ 3 của động tác One Leg Tall Pull Up 8 rep cho hiệp thứ 3. Cố gắng đạp chiếc khăn ra thật mạnh. Chú ý vào chuyển động vai, nhớ kéo vai của bạn ra phía sau, kéo thật nhiều. Như vậy thì nó sẽ tốt cho toàn bộ phần lưng của bạn. Không có ngoại lực nên các bạn phải chú ý form của mình thật tốt thì mới hy vọng phần lưng của mình phát triển tốt được. Who I like, can't put me in a box. I redefine any definition you got. I am the tiger, I'm making steps to the top. The flames, I whip it up, you just gotta hand me the rock. Take a seat, you cannot stand it. All I know, the flow harder than a scotch bunny. Don't try studying me, you cannot manage. Don't listen.
Hoàn thành xong hiệp thứ 3 thì chúng ta sẽ có 60 giây nghỉ để chuẩn bị chuyển qua bài tiếp theo. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn luôn cho các bạn bài tiếp theo. Bài tiếp theo sẽ là Reverse Snow Angel. Bài này thì nó sẽ ăn vào toàn bộ phần lưng show của bạn. Và đây là chuyển động của nó. Đây là một bài tập khá là toàn diện cho toàn bộ phần lưng show. Khi bạn gồng người của mình lên, phần lưng dưới của bạn được tác động. Khi ép cánh tay của bạn vào người thì đang khai thác chuyển động chính yếu của phần cơ show. Và khi ép cánh tay của bạn ra vị trí tối đa, gập người của mình ra sau nữa thì toàn bộ phần lưng của bạn nó sẽ được kích hoạt. Đây là bài tập gọi là tối ưu cho toàn bộ phần lưng show của bạn. Một bài tập nhưng nó có thể ăn vào mọi vị trí của phần cơ lưng. Các bạn có thể nhìn và quan sát chuyển động của nó. Các bạn nhìn thấy kỹ, đó là phần show của bạn sẽ được co tối đa khi thực hiện động tác. Phần cơ show chính là phần nối giữa thân người và cánh tay của bạn. Còn phần cơ lưng của bạn, khi tay của bạn được co ở vị trí tối đa thì nó cũng được co luôn. Nói chung toàn bộ phần lưng của bạn sẽ được kích hoạt trong động tác này. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với set đầu tiên, Reverse Snow Angel 8 rep. Các bạn lưu ý đó là khi các bạn ép sát cánh tay của bạn về phía sau ở vị trí xa nhất thì các bạn cũng phải ưỡn ngực nhiều nhất luôn. Như vậy chuyển động nó sẽ trùng lặp với nhau và lưng show của bạn nó sẽ được kích hoạt nhiều nhất. Còn nếu như các bạn không chịu kéo người của bạn về phía sau thì chỉ có phần show của bạn được tác động thôi. Còn phần lưng của bạn thì nó sẽ được tác động khá là hạn chế. Và bây giờ chúng ta sẽ có 60 giây nghỉ. Thực sự nó rất mệt toàn bộ phần lưng, xô. Và đây là một số lỗi của động tác và một số lưu ý của Reverse Snow Angel. Đó là thực hiện động tác ở phòng chuẩn. Toàn bộ phần lưng của bạn phải được co duỗi tối đa khi thực hiện động tác. Ép chặt cánh tay của bạn vào người để phần xô được tác dụng nhiều nhất. Còn nếu như các bạn không kéo người của bạn về phía sau thì nó sẽ trông như thế này. Tay của bạn sẽ rà xuống đất. Tuy phần xô của bạn nó sẽ được co nhưng bởi vì nó không được gồng nên việc tập như vậy cũng không hiệu quả mấy khi không có ngoại lực tác động vào. Khi các bạn tập không có ngoại lực thì cố gắng gồng toàn bộ phần xô của các bạn lên. Như thế này mới gọi là đúng. Kéo toàn bộ phần người của mình về phía sau. Như vậy thì nó mới được kích hoạt, cơ của bạn mới được căng, co và duỗi. Thì như vậy mới được tác dụng. Và sắp hết 60 giây nghỉ, chúng ta sẽ bắt đầu với hiệp thứ 2. Áp dụng những lưu ý mà mình vừa nói, ưỡn ngực tối đa và kéo cánh tay của bạn sát vào người. Lúc ép cánh tay của bạn vào người thì có thể thở ra hoặc nín thở tùy vào sức khỏe và tình trạng, sức mạnh của phần lưng xô của bạn ở thời điểm hiện tại. Bài này thật sự rất thấm, sau hai bài vừa rồi toàn bộ phần lưng xô đã mỏi nên tập bài này bây giờ thật sự sẽ cực kỳ mệt. Nhớ gồng chặt phần lưng xô của các bạn lại trong cả quá trình hạ xuống và đưa lên, như vậy thì cơ bắp nó mới được tác động khi không có ngoại lực. Còn nếu các bạn chỉ tập khơi khơi đưa qua đưa lại thì có lẽ sẽ không hiệu quả nhiều đâu. Và chúng ta sẽ tiếp tục có 60 giây nghỉ và đây sẽ là một số lưu ý khi thực hiện động tác sao cho hiệu quả. Giống với khi nãy, đầu tiên mình sẽ cho các bạn xem phần đóng trước. Lúc thực hiện thì phần lưng của mình được kéo lên, còn phần cổ của mình được giữ thẳng. Còn nếu như các bạn thực hiện sai thì nó sẽ trông như thế này. Phần cổ của bạn được kéo về phía sau quá nhiều, nó tạo cho các bạn cảm giác là bạn đã ưỡn ngực rồi. Thứ nhất là cổ của bạn sẽ bị đau, và thứ hai thì lưng của bạn nó sẽ không được gồng. Vừa đau vừa không được gồng phần lưng khi thực hiện động tác, đó chính là lỗi kéo cổ về phía sau quá nhiều. Chú ý giữ cổ của bạn thoải mái trong suốt quá trình đưa tay xuống và kéo tay về phía sau. Như vậy thì sẽ an toàn và độ hiệu quả của động tác cũng sẽ được tăng lên. Và đã sắp hết 60 giây nghỉ, còn khoảng 5 giây và bây giờ chúng ta sẽ đi vào set tiếp theo. Vẫn như khi nãy, 8 rep, cố gắng thực hiện đúng form, giữ cổ của mình thẳng, kéo vai về phía sau. Tay của bạn luôn luôn lơ lửng trong cả quá trình đưa xuống và đưa về phía trước.
chỉ chạm đất là khoảng nghỉ. Hoàn thành xong 8 rep, chúng ta sẽ có 60 giây nghỉ để chuẩn bị chuyển qua bài pull round. Đó là bài pull round. Bài này nó sẽ tạo nên độ dày cho phần lưng của bạn. Đó là chuyển động của động tác, các bạn quan sát kỹ để tí nữa tập sao cho thật là hiệu quả. Với các bài tập không có ngoại lực thì các bạn cố gắng gồng toàn bộ phần cơ của các bạn muốn tác động lên trong cả quá trình hạ xuống và đẩy lên. Vì vậy mình nhắc cái phần cơ đó ở đầu tiên, đó chính là phần lưng của bạn. Phần lưng là phần kẹp giữa hai vai của bạn. Bạn hiểu đơn giản là như vậy. Những phần khối cơ ở đó thì nó sẽ được tác động thông qua bài này. Nó có tác dụng đó là kéo vai của bạn về phía sau. Với bài này, vai của bạn được kéo về phía sau thì nó sẽ được tác dụng tạo nên độ khối cho phần cơ lưng của bạn. Và tiếp tục nghỉ cho đủ 60 giây, chúng ta sẽ chuẩn bị chuyển qua hiệu đầu tiên của bài pull round. Bài này chúng ta sẽ thực hiện 8 rep liên tiếp, tức là gập lên 8 cái và sẽ có khoảng nghỉ giữa. Ở khoảng nghỉ giữa này các bạn không gồng để cho cơ của các bạn nghỉ một xíu và sau đó thực hiện rep tiếp theo. Và bây giờ chúng ta sẽ có 6 giây nghỉ và mình sẽ tiếp tục phân tích một số lưu ý của động tác này để giúp cho các bạn tập luyện hiệu quả hơn. Đó là bài pull round ở form đúng. Vai của bạn được kéo về phía sau, ngực của bạn được ưỡn. Chuyển động chính đó là chuyển động kéo vai của bạn về phía sau và ưỡn ngực. Còn nếu như các bạn chỉ ưỡn ngực thôi thì phần sẽ được tác dụng, chỉ là phần lưng dưới của các bạn thôi, không tạo nên được độ dày cho phần lưng. Như thế này là sai. Như thế này mới gọi là đúng. Kéo vai của bạn về phía sau và ưỡn ngực. Chủ yếu sẽ là kéo vai của bạn về phía sau. Khi vai của bạn được kéo về phía sau thì ngực của bạn nó sẽ tự khắc được ưỡn theo luôn. Đây chính là lưu ý của động tác, làm sao cho hiệu quả và nhanh tạo nên độ khối cho phần lưng của bạn. Và tiếp tục nghỉ cho đủ 60 giây. Còn khoảng cơ 10 giây nữa thì chúng ta sẽ vào set chính. Đây set thứ hai, chúng ta sẽ vẫn tập 8 rep và chuẩn bị bắt đầu. Nhớ phải kéo vai của bạn về phía sau, ưu tiên kéo vai của mình trước và sau đó mới ưỡn ngực. Tất nhiên khi vai của bạn được kéo thì ngực của bạn cũng sẽ một phần được ưỡn theo luôn. Thực hiện đủ 8 rep. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up. Và tiếp tục bây giờ chúng ta sẽ có 60 giây nghỉ. Trong thời gian này thì vẫn tương tự như khi nãy, mình sẽ tranh thủ hướng dẫn cho các bạn một số lưu ý cũng như một số cách tập luyện để tăng cường độ hiệu quả cho động tác. Đó sẽ là form đúng. Chúng ta sẽ tập trung vào chuyển động ép vai về phía sau là chính thôi. Sau đó mới kết hợp với việc ưỡn ngực, cổ của bạn phải giữ cho nó thoải mái. Ở đây mỗi người sẽ có mỗi mức độ thoải mái khác nhau nên mình sẽ không quy định chính xác vị trí cổ của bạn. Miễn sao cảm thấy thoải mái và ưu tiên được chuyển động sẽ là tốt. Tránh tuyệt đối việc các bạn ưỡn cổ, kéo cổ về phía sau thay cho việc ưỡn ngực và kéo vai. Nó tạo cho các bạn cảm giác di chuyển đầu tương tự, nhưng mà cổ của bạn sẽ là phần tham gia chính và rất dễ gây mỏi cổ và đầu cổ. Lưng của bạn thì không được tác dụng. Cần sửa qua form như thế này. Ưu tiên vai của bạn được kéo về phía sau kết hợp với việc ưỡn ngực. Như vậy thì toàn bộ phần lưng của bạn sẽ được kích hoạt. Và tiếp tục nghỉ cho đủ 60 giây. Và chúng ta sẽ chuẩn bị chuyển qua hiệp tiếp theo với 8 rep.
know me, I have only a path. I'm lonely, but damn, I'm going to win. I don't want no fake love, I want the real stuff. Everybody listen up, cause I'll only say it once. I'm gonna show you all the path, if you want it bad. I'm gonna show you where it's at, yeah, how you can get it. Và chúng ta kết thúc hiệp thứ 3, chuẩn bị chuyển qua bài thứ 4, Back Hyper Extension. Bài này thì nó sẽ tạo nên độ dày cho phần lưng của bạn và tạo nên sức mạnh cho phần lưng dưới. Đây chính là chuyển động của nó. Lúc các bạn ngửa người về phía sau, kết hợp với việc ép hai vai của mình lại gần sát nhau hơn. Như các bạn đã biết thì đây chính là chuyển động chính yếu của phần cầu vai của bạn. Vì vậy bài này tác động cực kỳ nhiều vào phần cầu vai. Và bởi vì khi các bạn ưỡn ngực lên, kéo lưng của mình về phía sau thì phần lưng dưới của bạn được co, nó cũng đồng thời tác động cực kỳ nhiều vào phần lưng dưới ở bài này. Chúng ta sẽ tập trung đều vào cả hai chuyển động gập, cả trên, cả dưới. Phần bụng của bạn sẽ là vị trí tiếp đất duy nhất và phần lưng dưới của bạn sẽ được kích hoạt cực kỳ nhiều, cũng như toàn bộ phần phía trên. Và nghỉ cho đủ 60 giây và chuẩn bị chuyển qua hiệp đầu tiên của Reverse Back Hyper Extension. Lúc các bạn lên thì cố gắng giữ lại một xíu, khoảng 1 cho đến 2 giây thì cơ của bạn nó sẽ được co nhiều hơn. Như vậy thì độ hiệu quả của động tác sẽ được tăng lên. Không có ngoại lực nên các bạn chịu khó tập như thế này thì lưng của bạn nó sẽ được phát triển khá là tốt. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home on my own in the zone. Kết thúc xong 8 rep thì bây giờ chúng ta sẽ có 6 giây nghỉ để chuẩn bị chuyển qua hiệp tiếp theo. Đến với hiệp này, mặc dù là hiệp đầu tiên nhưng mình hứa với các bạn là chắc chắn toàn bộ phần lưng của bạn sẽ cực kỳ mỏi luôn. Vì nãy giờ những bài tập vừa rồi cũng cực kỳ hiệu quả. Đây sẽ là một số lưu ý. Bài này nó tác động đều vào cả phần lưng trên cũng như phần lưng dưới của bạn. Nên các bạn cần lưu ý đó là phải gập hai cánh tay của mình sát vào nhau, tức là kéo hai vai của bạn lại gần nhau. Chứ đừng tập như thế này. Khi các bạn tập như thế này, chỉ kéo phần lưng của các bạn lên thôi thì chỉ phần lưng dưới của bạn được tác dụng, như vậy thì nó sẽ không hiệu quả. Mà hãy tập như thế này, kéo phần lưng vai của bạn ở phía trên sát nhau và kết hợp với việc kéo ưỡn ngực. Như vậy thì toàn bộ phần lưng của bạn nó sẽ được kích hoạt tốt hơn, cả phần cầu vai và phần lưng dưới. Cầu vai nó nằm ở phía trên nên mình hay gọi là lưng trên. Và nghỉ cho đủ 60 giây, chúng ta sẽ đến với hiệp tiếp theo của Back Hyper Extension. Always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground, hoping I can find my way to even when I'm feeling down. I fight, even when I don't know what is right. I'ma pick a side and I'ma take pride. I will decide my fate and die. Will never let them tell me who I am. If you try to shape me, I'll be damned. Planet on the ground is where I stand. Never give up, that was always the plan. It's so cold. Yeah. Tiếp tục với 60 giây nghỉ. Và cũng tương tự như khi nãy, trong thời gian này thì các bạn có thể uống nước hoặc nghỉ ngơi. Và mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một số tip nhỏ để thực hiện động tác hiệu quả hơn. Bài này thì nó sẽ không có gì sai nhiều so với điều mà mình vừa nói khi nãy, nên mình xin được phép nhắc lại. Chú ý vào chuyển động, ép hai vai của bạn vào gần nhau hơn, đưa cánh tay của bạn về phía sau, giống với các bạn đang ôm một người nhưng mà ôm từ phía sau của chính mình vậy. Như vậy thì toàn bộ phần lưng của bạn nó sẽ được kích hoạt. Ưu tiên chuyển động kéo vai của mình trước, rồi sau đó mới ưỡn ngực và kéo toàn bộ thân người của mình về phía sau, thì lực nó sẽ ăn đều vào cả phần lưng, cầu vai và lưng dưới của bạn. Đó là lưu ý làm sao để tập động tác cho hiệu quả. Và đã gần hết 60 giây nghỉ, còn khoảng cỡ 10 giây và chuẩn bị chuyển qua hiệp tiếp theo. Mình nhắc đây nhắc lại điều này nhiều bởi vì nó là điều gần như là quan trọng nhất trong động tác này, quyết định độ hiệu quả của động tác. Yeah, yeah, let's go.
I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man, listen to my words. Gonna be a star, man, life's like a blur. When you're working this hard till you get what you deserve. Yeah, I ain't taking a backseat, I'm passing anybody else who is rapping. I'm nasty, ain't nobody able to catch me. They gasping, they cannot compare, they can't match me. I'm at half speed, I got your girl and she laughing and dancing. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với bài cuối cùng, Reverse Aaron Cross. Và tất nhiên tương tự như khi nãy, vẫn có 60 giây nghỉ cho các bạn. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn, đây chính là Reverse Aaron Cross. Ở đây thì các bạn không cần thực hiện form này. Đến bây giờ thì lưng của bạn chắc chắn đã rất mỏi rồi, nên các bạn để hông của mình chạm đất, giống với việc các bạn dùng cùi chỏ của mình để huyết đất, nhưng mà huyết đất theo chiều ngược lại vậy. Các bạn để cùi chỏ ấn xuống đất và đẩy người của mình về phía sau. Lúc này phần cơ co sẽ là phần cơ vai sau, phần cơ lưng của bạn sẽ được co lại. Bởi vì nó sử dụng trọng lượng của bạn khi tập luyện, nên bài này nó cũng khá là hiệu quả để tạo nên độ dày cho phần lưng. Nếu như các bạn cảm thấy nặng thì bạn có thể banh hai tay của mình rộng ra để tăng cường sự hỗ trợ của phần vai, giảm sự tác động của phần lưng, bởi vì nãy giờ lưng của bạn nó cũng cực kỳ mỏi rồi. Phần vai sau cũng là một phần cơ tạo nên độ dày cũng như độ đẹp cho phần lưng của bạn. Và tiếp tục nghỉ cho đủ 60 giây mà đến với hiệp đầu tiên của Reverse Aaron Cross. Thực hiện chậm rãi, giữ người của mình lại một xíu khi đang ở trên không. Như vậy thì lưng của bạn nó sẽ được co nhiều hơn, giữ nhiều hơn, và độ hiệu quả của động tác cũng sẽ cao hơn. Và hoàn thành xong set đầu tiên, mình biết chắc chắn rằng sẽ rất ít bạn xem được đến đoạn này, bởi vì với những bài tập lưng tập cực kỳ khó chịu, vì đa phần các bạn đều nằm sấp cả và nó tạo nên một độ đau cho phần lưng của bạn cực kỳ nhiều, nên xem đến đây thì chắc chắn ý chí của các bạn đã làm bằng thép rồi. Chúc mừng các bạn, chắc chắn trong việc tập luyện các bạn sẽ cực kỳ nhanh tiến bộ nhờ ý chí của mình. Và giờ sẽ là một số lưu ý cho Reverse Aaron Cross. Các bạn chú ý giữ cho phần lưng của mình thẳng, đừng dùng bụng để hỗ trợ trong việc thực hiện động tác. Như vậy thì bụng của bạn sẽ là phần chính mà lưng của bạn nó sẽ không được tác dụng đâu. Đây sẽ là phần đúng, giữ cho lưng của các bạn thẳng. Lúc đẩy lên thì phần hông của bạn sẽ là phần chạm đất hoặc là phần mông. Chứ đừng để cho phần lưng của bạn nó tiếp đất hoàn toàn, thì như vậy bụng của bạn sẽ là phần được tác dụng. Và sắp hết 60 giây nghỉ, chúng ta sẽ chuẩn bị chuyển qua hiệp thứ hai. Thật sự biết chắc chắn sẽ rất mệt, nhưng các bạn hãy cố gắng. Đi đến đây được rồi nên phải cố gắng. Cố gắng để hoàn thành xong sẽ tập phát triển lưng của mình một cách toàn diện. Và tiếp tục với 60 giây nghỉ, bây giờ chúng ta sẽ nghỉ một tí. Cũng sẽ có một số lưu ý để giúp cho các bạn tập luyện hiệu quả hơn. Đến đây thì chắc là mắt của các bạn cũng đã mờ rồi, nên chú ý nghe âm thanh thôi là đủ rồi. Những lỗi này thì nó cơ bản và nó lặp đi lặp lại ở phần lưng của các bạn thôi. Đây sẽ là lỗi mà các bạn dùng đầu của mình để đi lên quá nhiều. Lúc này thì cổ của các bạn sẽ được co, và nó cũng tạo ra cảm giác tương tự như là các bạn đang rướn người lên rất nhiều, nhưng không phải. Nó sẽ gây đau cho phần cổ của bạn. Hoặc làm như thế này thì cổ của bạn cũng sẽ đều bị đau. Giữ cho cổ của mình thoải mái, thoải mái đối với tùy bạn, và đẩy lên như vậy sẽ là tốt nhất, không ảnh hưởng đến phần cổ, và tập luyện sẽ hiệu quả. Và sẽ có thêm một ít thời gian nghỉ để đủ 60 giây. Và bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị chuyển qua hiệp cuối cùng.
Và kết thúc xong hiệp cuối cùng, mình biết chắc chắn các bạn cũng rất mệt, nhưng cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã theo dõi video. Chúc các bạn tập luyện thật hiệu quả.